mình. Mỗi lần nhớ về cái kỷ niệm này thì tôi luôn nhớ về em, một cậu học sinh nhỏ. Vào năm 2003, tôi được phân công về giảng dạy tại trường trung học cơ sở Quảng Thanh, và tôi nhận được lớp chủ nhiệm từ đồng chí, lớp chủ nhiệm 7C từ đồng chí Trần Hữu Thanh, là một giáo viên sắp về hưu. 16 năm đứng trên bục giảng thì có rất nhiều cái gắn bó, và đã có những thế hệ đi qua cái cuộc đời đi dạy của mình. Có những học sinh thì bước đi trong con thuyền của tôi thật là nhẹ nhàng, nhưng cũng có những học sinh là phải làm tôi bối rối khi phải chèo đò. Có những người thì mới có những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời đi dạy của mình. Và trong cái thời gian tôi nhận được nhiệm vụ chủ nhiệm được 7C, đó là một cái khoảng thời gian cũng rất là khó khăn đối với tôi, bởi vì thời gian đó là thời gian tôi vừa kết thúc cái thời gian nghỉ sinh con nhỏ của mình và gần nghỉ nửa học kỳ một. Lúc đầu thì tôi cũng gặp rất nhiều bỡ ngỡ vì cũng thực sự chưa nắm được tình hình và điều kiện của tất cả các học sinh trong lớp. Tuy nhiên bản thân tôi cũng rất mong muốn được cùng với các em để xây dựng được tập thể lớp tốt. Một thời gian sau đó, kết quả thi đua của lớp cũng không được như mong muốn, và tôi cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, tìm ra các cái nguyên nhân từ giáo viên chủ nhiệm, phương pháp giáo viên chủ nhiệm của bản thân cho đến là các cái rèn luyện của các em. Và một điều mà tôi không để ý tới từ thời gian bắt đầu chủ nhiệm cho đến tại thời điểm đó là điểm thi đua của đời cờ đỏ do một số học sinh kiểu mặc đồng phục đã trừ điểm rất là nhiều. Các đồng chí biết là giai đoạn đó các nhà trường chưa có phong trào để may đồng phục, mà đồng phục học sinh phần lớn là do ba mẹ tự may. Tôi cũng đã nhắc nhở các em trong tiết chủ nhiệm, trong giờ sinh hoạt, lại bảo viên chủ nhiệm cứ nhắc nhở nhiều trong tiết sinh hoạt. Tuy nhiên các tuần sau đó thì các em cũng đã chấp hành, và duy nhất chỉ có một học sinh tên là Bình Nguyên vẫn làm sai quy định của nhà trường. Điều này làm tôi rất bực mình, và tôi cũng đã nhắc nhở em thêm một lần nữa từ lớp, nhưng rồi vi phạm của em vẫn cứ diễn ra. Sáng hôm đó tôi đã mời em vào văn phòng, ngày đó phòng đội còn chung phòng với bác Pháp, là bác bảo vệ ở dãy nhà cấp 4 ở gần ngôi nhà này. Tôi gắt gỏng và hỏi em tại sao em lại không chấp hành quy định của nhà trường. Em cúi mặt không trả lời. Điều đó làm tôi càng thêm bực mình, và một hồi lâu em ngập ngừng trả lời một cách ấp úng và em cúi mặt xuống đất. Bà nội em không có tiền để mua áo quần phục. Câu trả lời của em làm tôi chạnh lòng và dịu đi cơn bực tức trong lòng của mình. Tôi hỏi em tại sao ba mẹ em bây giờ ở đâu, em lại ở với ba. Em nhẹ nhàng trả lời và mặt vẫn cúi xuống. Ba mẹ em phải đi làm thuê ở Đắk Lắk để hái cà phê thuê cho người ta rồi nó mới về. Câu nói nhẹ nhàng của em gần như xua tan cái hiện tượng bực tức trong tôi, và tôi cảm thấy một cuộc ân hận về cái cơn nóng giận của mình. Cuối buổi học tối đó, tôi gặp em và bố trò nói chuyện. Em kể về hoàn cảnh gia đình mình, là năm trước mẹ em trong một cơn bệnh nặng, ba em phải mượn một số tiền rất lớn để trả tiền viện phí cho mẹ, và dựa vào thu nhập của trồng lúa thì không thể trả số nợ cho mẹ của mình, nên ông bà đành phải vào miền Nam để làm thuê cho người ta. Ba anh em ở cùng với ba ngồi, và sau giờ học em còn phải đi kiếm củi để bán lấy tiền và phụ giúp bà nội mua gạo. Nghe câu chuyện của em, tôi nhìn kỹ lại em, thân hình em thật là gầy gò, da thì đen nhẹt, đặc biệt ở chân em đôi một đôi dép mà ở trước mũi dép lại bị đứt hẳn, phía đằng thân dép thì vẫn còn nguyên vẹn. Điều này làm tôi thực sự rất là thương em, thấy em thật đáng tội, rất là tội nghiệp.
Hôm sau vào giờ chào buổi họp hội đồng, tôi xin về sớm. Tôi quyết định tìm đến nhà em, phần vì thương em, phần vì muốn tìm hiểu hoàn cảnh của em. Đi qua một cánh đồng lúa rất dài và đi khuất ra phía sau ngọn núi, nhà em nằm khuất sau những cây mít rất già cỗi, một ngôi nhà thấp, mái ngói đã cũ kỹ. Thấy tôi đến, em vui mừng mở miệng chạy ra với vẻ mặt cũng nài nung và lo lắng. Em mời tôi vào nhà. Trong nhà một bà cụ đang nấu cơm nữa, bữa cơm chiều ở phía sau nhà bếp nhỏ. Hai đứa em của em đang chơi ở trước kia với một quả bóng cũng rất là cũ kỹ. Tôi bước vào nhà, trong nhà chẳng có gì giá trị ngoài bộ bàn ghế đã cũ và một chiếc giường. Tôi nói chuyện với bà và bà cũng kể cho tôi rất nhiều, và qua đó tôi cũng hiểu thêm được hoàn cảnh của em và gia đình của cụ. Ngay hôm sau khi ra về, lòng tôi nằm chịu một nỗi buồn. Tôi cảm thấy ân hận vì cái điều mình không tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của em. Và tôi phát động ngay phong trào làm kế hoạch nhỏ, thu gom phế liệu để làm kế hoạch nhỏ giúp đỡ bà nghèo. Đồng thời báo trường hợp học sinh có gặp hoàn cảnh khó khăn với liên đội và công đoàn của nhà trường để nhờ sự giúp đỡ. Một thời gian sau đó em đến trường với cái áo mới hơn, đôi dép cũng không còn rứt bụi rứt khoai nữa, và em cũng rút bỏ được vẻ mặt là mệt mỏi và lo lắng sợ sệt như trước nữa. Tôi vui lắm. Mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh và nghị lực của em, bản thân tôi như quên đi hết những vất vả của công việc. Và mỗi ngày tôi muốn đến lớp nhanh hơn, quãng đường như ngắn lại. Và bởi vì ở đó có 31 học sinh đang mong chờ tôi. Thời gian trôi đi, hình ảnh của cậu học trò nhỏ dần vào lùi vào dị vãng. Nhưng rồi, những từ kỷ niệm đó như đã đánh thức lương tâm trách nhiệm của người giáo viên chủ nhiệm. Nó như một lần nữa là luôn nhắc nhở bản thân tôi phải biến gắn bó, tìm hiểu học sinh của mình, thương yêu và gần gũi các em nhiều hơn. Nó đã giúp tôi có những cái suy nghĩ tích cực hơn trong công tác chủ nhiệm, cũng như tích cực hơn khi giải quyết những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh khi gặp phải những trường hợp về dùng nhiệm vụ. Tôi cũng đã bình tĩnh hơn và có cách xử lý tế nhị khéo léo hơn. Bao nhiêu thế hệ học trò qua đi, thời gian cũng qua đi, và rồi một hôm vào năm 2009, sau 7 năm em xa trường, tôi nhận được một số điện thoại lạ. Tôi vui mừng và ngạc nhiên, tôi nhận ra tiếng nói của em. Cô trò vui mừng khôn xiết và em kể rất nhiều về bản thân. Em nói rằng bây giờ em đã trưởng thành và thành đạt, tìm được một vị trí vững vàng trong xã hội. Nhưng em nghẹn lại, giọng em dường như nghẹn lại. Cô ơi, bây giờ em đã trưởng thành, điều kiện sống của em bây giờ cũng đỡ hơn. Em có thể mua cho mình thật nhiều là áo đẹp, có thể mua cho mình những món ăn ngon, và đặc biệt là em được tiếp xúc nhiều với người tốt. Nhưng cái tập thể được phải xây năm ấy, trường trung học cơ sở Quảng Thanh năm ấy, và hình ảnh của cô, đặc biệt là món quà của cô gửi tặng em vào chiều hôm ấy, thì không bao giờ em quên được trong lòng mình. Chính vì những tình cảm đó mà trong thời gian qua không một lúc nào em quên được lớp 7C, được trường Quảng Thanh, và đặc biệt là hình ảnh của cô. Nghe em nói, tôi thấy mình cay cay nhất với em. Sau, tôi xin kết thúc câu chuyện của mình. Đó là một cái kỷ niệm trong cuộc đời đi dạy của tôi mà bây giờ, cho đến bây giờ thì cậu học sinh đó như là một cái đứa con của mình, như một đứa cháu của mình. Và em cũng đã có con rồi, cũng có gia đình rồi. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cậu học sinh không chỉ là để lại trong tôi nhiều cái tình cảm đẹp và có cái đạo đức của tôi, mà tôi nghĩ rằng từ cái câu chuyện, từ cái trường hợp của em, từ cái mối quan hệ và cái cách cư xử của em